Xin kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồng hồ chính em Văn Duy. Hôm nay thì em Duy đang có ở trên đây là một mẫu sản phẩm đồng hồ của Oren. Mã này thì chúng ta đang có phiên bản Oren Open Hood, cực kỳ là đẹp và thiết kế dây da. Đó, đợt này thì em đa số là chủ yếu là về những cái mã của Oren, và thật sự là những cái mức giá thì em order về được thì nó sẽ tốt hơn, đa số tốt hơn và nó sẽ chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà về cái chất lượng sản phẩm thì nó vẫn sẽ không đổi. Đó, nó sẽ vẫn sẽ không đổi và nó sẽ giữ cho anh em được cái mức độ chính hãng và new 100%, kể cả là những cái hàng mà em đã order về được. Anh em và các bác vẫn hay thắc mắc và hỏi em là về cái mức giá tại sao nó lại rẻ và cái mức độ chính hãng thì nó có đảm bảo hay không, thì thật sự là ở video trước thì em cũng có nói rồi. Nói về thứ nhất là em order về được với hàng này, hàng sách tay, thì thật sự là về cái mức giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đó, và đây như anh em có thể thấy, đây là một cái mã Oren Open Hood, và chúng ta sẽ đi kèm theo cả cái giấy bảo hành. Đó, giấy bảo hành và sổ quyền sổ của hãng luôn, Oren. Đó, full box hộp sổ thẻ nha. Đó, giấy bảo hành có luôn cả mã QR để cho anh em có thể check hãng luôn. Và khi mà anh em tìm ở trên những cái nền tảng khác với cái dòng sản phẩm này ngày hôm nay em gửi tới, thì anh em có thể tra được với nhiều cái mức giá khác nhau. Hiện tại thì với em này thì đang có giá bán tại thị trường Nhật là nó rơi vào là 44.000 yên, tức là nó rơi vào khoảng độ tầm 1 triệu mốt, gần 1 triệu 2, xin lỗi mọi người, gần 7 triệu 2 đấy. Đó, 7 triệu mốt. Đó, với mã của em này là RN-AR0004Y, thì thật sự là với cái mức giá đâu đó là loanh quanh là khoảng độ tầm 7 triệu thì em đang có mức giá nó tốt hơn rất là nhiều. Hôm nay thì em gửi tới với con này nó chỉ có mức giá đó là 5 triệu rưỡi thôi, cho một phiên bản máy cơ tự động Oren. Đấy, em này thì đang có cái thiết kế đó là dòng sản phẩm Smorrison. Đó, thiết kế vô cùng là đẹp, lịch sự và quý phái, thiết kế dây da. Đó, nó sẽ phù hợp với những anh em dân văn phòng, đó, công sở đi làm thì rất là tuyệt vời rồi. Hoặc là các bác các chú khi mà đeo lên tai với mã này thì với cái thiết kế dây da cùng với cái tông màu trầm thì thật sự là khi mà đeo lên tai thì cái độ tuổi của chúng ta nó cũng sẽ trẻ hơn rất là nhiều với cái thiết kế dây da như thế này. Đó, và em sẽ đo size mặt của em này luôn để cho anh em có thể xem. Đó, size mặt của em này là size mặt 41.5, 41.4, 41.5 đấy. Thì với cái phần size mặt 41 rưỡi và cái độ dài là nó chỉ có là 11 thôi, 11.2. Và cái chiều dài lắc tung lắc của nó đây, em đo luôn này. Với cái chiều dài lắc tung lắc thì nó rơi vào là 46.9, gần 47. Thì thật sự là với cái thiết kế size mặt như thế này và cái độ dài nữa thì anh em cổ tay có đâu đó khoảng độ tầm 16 đó, 16 đổ lên, 16, 17 thì thật sự là rất là tuyệt vời rồi khi mà đeo trên tay em nó, và em Duy sẽ lên tay trực tiếp luôn. Đó, với phiên bản này thì cổ tay của em Duy hiện tại thì đang là 16, và khi mà lên tay thì cái phần càng này, nắp tôn nắp thì nó nằm gọn ở trong cái phần cổ tay luôn, nó không bị dư ra. Đó, để rất là đẹp và nhìn cái tay nó rất là hợp khi mà chúng ta lên với cái tông màu như thế này, và kể cả cái phần dây da nữa thì nó sẽ mang lại cái mức độ trẻ tuổi cho chúng ta. Đó, em này thì sẽ có đó là mặt nâu xám, đó, mặt nâu cà phê. Đó, khi mà chúng ta nhìn ở ngoài trời ấy, đó, nhìn ở ngoài trời thì thật sự là nó mới nộ ra được cái màu nâu thôi, còn ví dụ như ở trong nhà ấy, chúng ta ở trong nhà hoặc là trong những phòng thì anh em nhìn nó sẽ nai nái cái dạng màu đen ấy. Đó, mặt đeo màu đen. Ở trên mặt đeo chúng ta sẽ có thiết kế là kim cọc với 12 bộ cọc số, chúng ta sẽ có thiết kế đính nổi và sẽ có phủ dạ quang ở phần đầu, chấm bi, các cái chấm bi dạ quang ở phần đầu nó khá là nhỏ thôi, thế nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho anh em nhìn đêm khá là tốt đấy. Đó, kim giờ và kim phút thì chúng ta sẽ có thiết kế là kim kiếm phút nhọn phần đầu và có dạ quang khá là to. Đấy, và phần kim giây ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có một ô đồng vòng tròn đồng tâm với các phần báo như 15, 30 và 60, sẽ có chải tia luôn, nó rất là đẹp khi mà chúng ta nghiêng đi tại các cái cuồng sáng khác nhau. Đó, và góc 9 giờ chúng ta sẽ có ô cửa sổ open hood nộ cái bộ máy và bộ tim của em nó ở bên trong, giúp chúng ta có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của em nó khi mà cái bộ máy của em này đang hoạt động. Đó, về phần kim cọc thì sẽ có thiết kế mạ PVD màu vàng hồng, đó, và có phủ dạ quang.
Đấy, với cái thiết kế mạ PVD vàng hồng thì khi mà anh em nghiêng đi tại các cái quầng sáng khác nhau thì nó sẽ chuyển màu và nó sẽ xin lỗi mọi người, nó sẽ bóng đó, nó sẽ bóng và bắt sáng rất là tốt đó. Về cái phần kim cọc và ở trên hướng 12 giờ chúng ta sẽ có logo của hai chú sư tử dòng chữ Oren, cùng với đó là máy cơ automatic. Với em này thì ở dưới góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có dòng chữ Japan, hàng chính hãng đến từ Nhật, và máy của em nó là máy F6S2 đó. Em này thì sẽ là hàng Nhật nội địa luôn chứ không phải là phiên bản quốc tế. Với phiên bản quốc tế thì chúng ta sẽ có dòng chữ Japan Movement ở bên dưới, nhưng mà phiên bản này chúng ta sẽ có là hàng chính hãng đến từ Nhật luôn đó. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có núm chỉnh của Orange Star đó, sẽ có thiết kế răng cưa tăng cái độ ma sát khi mà chúng ta chỉnh giờ. Em này thì sẽ có hacking stop dừng kim giây khi chỉnh giờ, và khi mà chúng ta rút chốt ra thì kể cả cái bộ máy bên trong thì nó cũng sẽ dừng lại luôn. Đó, nó sẽ dừng lại, phần kim giây nó cũng sẽ dừng lại, vì lúc đó thì chúng ta sẽ chỉnh giờ. Đó, khi mà chúng ta chỉnh xong chúng ta sẽ đẩy cái núm này vào để tăng cái mức độ chống nước cho sản phẩm và tăng cái độ bền cho sản phẩm. Và bên cạnh đó thì cái phần 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 máy và cái phần kim giây tiếp tục hoạt động. Đó. Vòng benzen của em này thì sẽ có thiết kế là đánh bóng kể cả cái phần càng luôn. Đó, trên cái phần càng, trên cái chất liệu thép không gỉ 316L, giữ nguyên cái phần màu của cái chất thép này, là tức là màu trắng bạc. Đó, rất là đẹp. Đó. Nhìn tổng quan thì với cái size mặt cũng như là về cái chất liệu thép như thế này thì với cái chất liệu thép không gỉ 316L thì nó là những cái chất thép mà tại những cái chiếc đồng hồ thì nó đã sử dụng tại thị trường hiện nay rồi, nó rất là bền. Cái chất thép 316L thì thật sự rất là bền, thép chống gỉ đấy ạ. Mặt đáy chúng ta sẽ có thiết kế đó là mặt đáy hở với phần búa văng của Oren, búa văng hai chiều. Em này thì sẽ có là búa văng hai chiều, không như video trước em có nên một con Citizen búa văng một chiều, nhưng mà búa văng hai chiều thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ đẹp hơn và cái mức độ máy nó sẽ ổn hơn. Đó, em này thì búa văng chúng ta sẽ có thiết kế phanh xước này, hở các cái bánh răng cưa và các cái con ốc rất là đẹp, nhìn nó rất là máy móc. Ở bên ngoài chúng ta sẽ có thông tin như là stainless steel thân thép không gỉ này, máy Epson này, made in Japan này, máy F6S2 này, water system chống nước 53 tương đương với 50 m. Thì thật sự là với cái mức độ chống nước như thế này thì khi mà anh em hoạt động đi bơi thì thật sự là nó cũng là ok rồi. Đó, mức độ chống nước vừa phải. Đó. Cái này thì sẽ có thiết kế đây, đó là phần dây da thiết kế màu đen và mặt sau chúng ta sẽ có thiết kế màu nâu kem. Đó, với các cái phần nỗ như thế này thì đối với cái thiết kế dây da thì nó sẽ có thiết kế các cái chốt nỗ. Đó thì chúng ta có thể đối với những anh em mà muốn đeo chiếc này mà cổ tay hơi nhỏ một chút thì vẫn thật sự là vẫn có thể đeo được, bởi vì là với những cái chốt nỗ như thế này thì nó sẽ linh hoạt hơn, khác với những cái phiên bản dây kim loại thì chúng ta sẽ phải cắt mắt đấy. Em này thì sẽ có thiết kế là khóa móc mọi người nhé, với cái phần logo của Oren ở bên trên này. Đó, phần dây da dập vân cả sấu, các đường vân mũi chỉ thì mai cực kỳ là đều và rất là đẹp, đều tăm tắp luôn này, sẽ không có một cái vết chỉ thừa nào luôn nhé. Đó. Và em này thì hôm nay thì có mức giá nó chỉ là 5 triệu rưỡi thôi, thật sự là nó rẻ hơn tại thị trường Nhật rất là nhiều. Đó, và ở bên hãng nữa thì anh em có thể tham khảo cái mẫu này, hoặc là liên hệ qua cho em Duy qua số điện thoại là 0347 808 219, hoặc là kết bạn Zalo với em số này. Zalo của em cũng là tên Duy luôn. Anh em kết bạn thì em sẽ gửi ảnh cũng như là những cái thông số chi tiết để anh em có thể tham khảo thêm. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo.